Mày đi hả nâu? Nâu hả nâu? Ơi, bự bự. Bự luôn. Hàng khủng. Nè, cái nâu nè, bự nè. Đâu? Bự. Ơi chết chết. Thôi. Thôi. Nửa ký. Quá dữ. Ôi ơi, có cái nâu. Ê ê ê ê. Ê, lụm. Lụm 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 lụm. Xin chào cả nhà. Hôm nay hai Trần nghĩa ra bè ngồi câu cá nâu tiếp đó nha. Mấy bữa nay nước nó bắt đầu trong lại rồi. Nước nó trong veo nè. Mà chưa có bằng mấy bữa kém nó còn trong nữa. Nãy giờ thì nghĩa cột con cá đây dụ nó lại nè. Nó cũng đang bu nó rỉa đó. Ờ đó đó đó. Rỉa mạnh ghê không? Ê dính này kìa. Con gì rỉa chứ không? Ôi gì, coi chừng cá chét em. Trời ơi, rỉa con cá quá trời mình. Xuống mồi liền cả nhà ơi. Cá chét á. Nay mình câu cần câu truyền thống. Có hai cây cần lưỡi lục nữa kìa. Để lát câu sau. Để mình câu cái này trước cái đó. Giật cái đó thì nó hơi nhát cho nên mình câu cái này trước đi. Một lát chét sau rồi mình nản rồi mình đem đó ra mình giật. Cái tôm mình lột vỏ nè, ngắt nhỏ 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 như mình câu thôi, đơn giản. Mới rỉa ra mà rồi hết mồi, cục mồi chưa kịp. Chưa kịp đứng dây nữa. Chào đất ơi. Cái chét á. Cục cần luôn. Mùa này có cá chét nó vô bè. Mày, cá gì đây, thấy chưa? Cá chét. Ôi, cá gì dữ dạ, gì chứ. Mùa này cá chét nó vô bè quá trời luôn đó nha, nhưng mà không có to. Cá nhỏ nhỏ gì nhiều nè. Có cá nào. Có cá nào. Có cá nào. Hay nữa. Thiệt. Cá chét nó rẻ kiểu thế. Chét ăn hổn. Đó, cá nâu nè, thấy chưa? Ờ, cá nâu. Ngon vậy ta. Ơi giờ Nghĩa lên hàng rồi cả nhà ơi. Vừa xuống cái này làm con ha. Đũa nè, anh để sẵn rồi nè. Đó. Cá gì đây? Cá nâu. Cá gì đây trời ơi. Cái con cá nâu nó lôi khác cái con cá chép mình. Nghĩa mới đi còn cái rộng cả nhà. Cho nó vô đây luôn. Này, còn nâu đầu tiên. Cỡ này cũng bự rồi. Cá chét thường nó rộng không được. Rộng rất ngủm. Nè, cá nâu nữa nè. Hay vậy trời. Ghê chưa? Ơi. Anh thấy nó rỉa con cá quá trời mạnh luôn mà anh chưa kịp xuống ngồi nữa nè. Vậy vậy. Nghĩa chưa kịp bỏ con mồi xuống nữa là vợ Nghĩa dính nữa. Anh ngồi anh ngó anh câu cũng được. Ngồi làm cảnh luôn. Chắc nâu không? Chắc cái nâu chưa? Mày nâu, hả nâu? Nâu hả nâu? Ơi, bự bự. Bự luôn. Hàng khủng. Đây. Mình không dính thôi chứ mình dính phải cá gì nè. Đã quá trời luôn mà.
hàng khủng cả nhà ơi. Ừ, mập ú luôn. Nước sâu cỡ nào cũng lấy ra được hết. Đã chưa? Này, hàng khủng cả nhà ơi. Con này chắc phải 3 lạng hơn, 3 lạng. Ở đó mới sướng. Còn rỉa lụm nó nè anh. Sao vậy? Ghê chưa, ghê chưa. Nó đang gom bầy rồi. Thôi lẹ đi anh ơi. Nó làm tục đậu đi, nó mạnh lắm. Nó đang gom bầy rồi cả nhà. Mình xuống nữa nè. Tập hợp có mùi ngon. Cá nó đang gom bầy đây nè. Đó. Lụm con nữa nè. Nuốt đi, nuốt đi, nuốt đi. Dễ quá trời mạnh luôn. Trong giật cho nó ăn cái. Đó. Ăn kiểu này chỉ có cá chét thôi. Này cá chét nó lên mặt chứ vậy nè. Mày cá nâu thưởng cá chét chứ. Tại em thấy nó rơi một mồi mà. Cá nâu nhỏ. Trời, rớt luôn rồi. Hên như vậy. Xíu nữa là mất con cá rồi. Góp gió thành bão. Sao em bỏ không? Nãy giờ bỏ con cá chưa rớt nữa bà. Hồi mới ra con chút là 4-5 con rồi. Ừ, nó nhiều cái cọng dây kìa. Còn con bầy mà. Con bầy lớn rồi, con bầy nhỏ luôn á. Nó kêu mồi ngon lắm mày ơi, lại đây. Nè, mồi ngon nè. Này nghe nó cho mồi ngon lắm. Này cho ăn tôm tươi. Cộng lục bình vô viên này chứ. Tôm tươi nè mấy đứa. Tôm tươi nè mấy đứa. Lụm nữa. Chạy dữ vậy. Chạy dữ vậy. Ơi. Này. Tôm tươi. Phượng ơi, ngớ nghe. Quá đã cả nhà ơi. Mập ú luôn. Nãy giờ không có đếm luôn. Cá gươm bầy. Giật nãy giờ cũng hết bầy ra luôn rồi. Nâu qua nè em. Nâu quá, nâu quá. Chạy luôn. Lụm nè. Lụm không? Lụm. Lụm. Ôi trời ơi, bay lên nước luôn. Ghê chưa? Bay lên mặt nước luôn. Lụm hen. Bé bé xinh xinh. Cái này là hơi bị ngon rồi. Ghiền rồi, trai với Phượng ghiền rồi. Trong đó đó chà. Trong bịch cam á. Này, cuối cùng cũng ra rồi. Móc vỗ hàm trên mà cứng ghê trời. Nhìn sư phụ ra câu ra. Thấy giật nãy giờ ghiền nè. Ra câu ở đây nè. Đằng đó nó chảy xuống cho câu đó được. Chắc có câu đầu này mới được chứ. Đầu trên đó đâu câu được. Hay gì ta.
Làm lẹ vậy? Lẹ đi anh. Cá nó đang già. Cá nó đang già của anh đó. Nó không có đâu trời ơi. Đang rỉa à, anh đang móc ngồi em qua em dành chỗ anh chứ gì. Ê ê ê ê. Ê dễ lụm. Lụm 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 lụm. Xuống này nè cha ơi. Đây nè, nó đang bu bậy đây nè. Cha ngồi sau lưng ông nghẽ kìa. Con của em sao bằng con của anh. Trời ơi, móc cái má nữa. Nè. Rồi rồi. Móc ngay cái gò má. Cá này đâu có ăn mồi đâu, anh giật nó dính nè. Nữa nữa nè. Hay vậy trời. Mình chưa gỡ con cá xong mới làm con nữa rồi. Rồi cá về. Cá về bè cả nhà ơi. Ồ, con nó bằng con anh mới câu luôn á. Mẹ mày giữ. Trời dính cá chét. Cá chét nhiều lắm nha. Đây được đây. Khoan đợi xíu. Ôi dồi, con nào con nấy mập ú luôn. Nay vô rồi. Nay vô nữa rồi. Trời ơi. Ký mấy 2 ký rồi đó da. Nó vớn cây này không con mà vớn. Câu cái nào không con chị đâu câu. Trời ơi gì mà kéo gì bà con họ về nó sợ nó chạy hết sao? Nó nó cá gì vậy? Cá chét rồi. Đâu nghĩ vậy? Cá chét á. Ngồi đi luôn đi, đi vui. Ê ê ê ê. Trời ơi. Ê trời ơi. Cá chét hay gì cái gì đó. Cây, câu cái cần em sợ mấy con cá đầu cầu á, tại vì cha câu đâu có chị hồi nãy nó lo không bỏ lên bằng nước luôn. Chét với đầu cầu vậy không có không đâu, có là câu này có cá gì đây trời ơi trời ơi trời ơi rỉa tưng tưng luôn rồi. Ơ dính này. Ơ cá nâu. Cá nâu mà tưởng cá chét không. Nó quán vô á. Nó chạy dính luôn rồi. Tưởng cá chét không à. Trời ơi thôi nó ăn của em á. Ăn. Chờ chỗ người ta đang làm ăn mà chú chui chui đây dướng à. Dướng díu à. Còn ra sau lưng anh hai kìa. Chờ giờ chẻ cái cây câu tới. Rồi đưa chiếc đũa luôn em ơi, nuốt rồi, anh thấy nó nuốt rồi đó. Ôi hôm nay câu cá khủng không cả nhà ơi. Con nào cũng lấy gặp bằng tay này. Bữa nay bão rồi. Nãy ra làm dưới lẹ luôn. Sắp đầy rồi ông ơi. Dứt đó 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 chết rồi rồi nó lại làm bạc hết rồi nè. Cái đâu nè, bự nè, đâu bự. Ê, chết ui ôi nửa ký quá dữ. Bây giờ quá dữ anh biết có cá nâu vô mà nghe nó giật con cá quá trời mạnh luôn nè. Lon lấy cái nữa khoan lỡ ra đi lộn luôn. Lộn ra đi lộn quá đừng bỏ con cá xuống nhữ. Chưa đừng dạ. Quá ghê quá ghê ngồi gãy lưỡi luôn hả. Cá nâu này con nào con nấy ôi nó mập. Ôi thịt không luôn. Chị khui luôn. Nay vợ nghĩa câu được con này là kỷ lục luôn rồi. Bự nhất.
Nửa ký thì chắc không tới. Đây, cái chân này. Vô vô. Này kiếm, này câu kiếm tiền luôn nha, chúng ta kiếm ăn nha. Dính nữa. Dính hoài vậy trời. Mới đi làm cho bả cái lưỡi câu mới. Này là ê, sao bao ngày con cá này là có công của anh nha, anh mới làm cho cái lưỡi mới đó. Sao bao ngày hành nghề vẫn không bị lục. Trời ơi, nay con nào con nấy thấy mê vậy. Nó rẻ kỳ kỳ lắm, bữa nay cái nâu nó rẻ kỳ lắm. Trời ơi, 2 kg chưa? Ừ. Ơi, 2 kg có hơn rồi. Khủng khiếp. Được chưa được tiếng hồ. Này là mình câu theo thời khắc. Con nước da, trời ơi bể đít kìa. Hên không ngay cái xương khu. Nữa nè, nữa nè. Ghê vậy trời. Cao thủ, cao thủ. Này Linh. Anh hãy gọi em một tiếng thôi sư phụ đi. Dữ dằn thiệt chứ. Ê, gì vậy? Cá chét làm hết hồn. Còn mồi. Mình phải đu theo mới được. Nãy giờ tại đi làm lưỡi cho em á, chứ không là anh dính 2 con đó. Nào. Này cầu cá một cỡ một ha. Ê, ê, ê. Gì bồ? Cái gì bồ? Con gì đây? Con cá gì đây? Ê, cá nâu. Cá nâu rồi chứ. Cá nâu. Tưởng cá chét nữa chứ. Gì vậy? Thấy chưa? Ừ. Ta sát cá có khác chứ. Còn thằng Thái nó sát cá khác. Ra luôn nè. Rồi. Con nãy mới câu chắc cỡ này luôn hả? Vì nay bầy này bầy lớn rồi. Bầy này chắc còn mấy chục con. Vô bầy, vô bầy. Nè em. Anh mới mua cái này cho em nè. Vậy để lát em vô mà có không có lỗi không? Quá mát. Đuổi Phượng vô đi là có cá à, thiệt. Ừ. Mệt quá nha. Phượng nhích lại đẳng cái nữa đi Phượng. Nếu mà có cá là tại trưng đó. Thôi đừng tưởng hồ quá. Hai người ngồi cái bên ta câu có chục con nó chi dính nào là biết rồi đó. Có giật, có cá giật để nó bị lên. Hồi cái đợt mà hồi đó đầu tiên mà cá nâu về á nha. Cá bè câu chỗ nào cũng có luôn á. Chứ đi qua ra ngoài đó câu cũng có nữa mà. Vậy mà anh tưởng anh câu, em câu cùng dây đó chứ. Nước đục rồi. Nè, con gì vậy? Trời. Cá chét. Làm hết hồn ra, tự nhiên đang tới lưỡi vô. Năng vậy đó. Giật làm hết hồn á. Nó lâu gần câu đi luôn. Có bà lớn vậy đó mà nó kéo te 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 te. Đó, chơi cây anh kìa. Ê, cho mượn cái kéo qua hả? Em bước rồi lấy cái kéo qua đi em. Chị hai nãy giờ đi ngồi đây sao đi? Bước qua đi chị hai, cầm cái dù, tay cầm cái dù, tay cầm máy sao đi. Đẩy. Bữa nay mình chỉ câu được giác chưa thôi cả nha. Tới hồi cái nước nó chảy đục lên á, cá nó không ăn nữa. Câu đâu chắc được chừng tiếng mấy à. Nay đang còn nước rong mà có cá nhiều gì rồi. Hy vọng là tới nước kém này có nhiều nữa. Đặt cứng nha. Cá bự bự không? Đặt chưa?
bự không luôn. Con nào con lấy cành cành. Ừ, bay mà. Bữa nay câu đúng cá điều đang. Ừ. Đã đi chứ. Con này con bự đó là của em đó. Con này của anh à. Ừ. Con bự của anh. Cũng 8-10 mà. Ừ. Rồi cân này thử được mấy ký. Cái này âm cân rồi không? 3 ký không? Không, không, anh nói 2 ký mấy. 2 ký 6, 2 ký 7. Ừ. Gì động này luôn. Kiếm đổ vô thôi. Thôi bỏ vô đó đi. Đi đóng đáy gì mà mình mẩy nó nhẹp chứ. Bị dướng vậy nè, nhảy xuống gỡ. Này ta chét ngủm rồi. Vậy mày để con này lại đựng cho con ăn hả? Ừ. Dạ. Quậy quá mới bị bính đòn này. Rồi. Này nó đi được con bầy quá nhiều. Mình mấy con. Nó chảy quá nó nổi ra luôn nè. Đây nước rồng rồi. Tê nước rồng, ở tê nước kém này mà nó vô như vậy là câu ngon á. Mai câu tiếp ha. Ừ. Mai canh nước câu. Ừ. Cá này mình canh phải câu cả nha. Ủa, phải canh giờ rồi câu cả nha. Canh nước. Chứ câu được chừng tiếng mấy đồng hồ á, nguyên ngày luôn. Nãy trời chuyên mưa quá trời luôn cả nha. Mai là cái đám mây nó chớp qua bển này. Chứ bữa hôm qua là mưa quá trời lớn luôn. Mưa mấy tiếng đồng hồ luôn á. Rồi đến đây Nghĩa xin kết thúc video nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.